lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui quạt áo phu quy, lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em đêm. Em ơi, quan vắng đêm nay, tay nâng ly điều thuốc đắng trên môi, anh say men rượu, em say vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng, nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Say giấc mộng bản đồ yêu người, thuở mới đôi mươi em đang độ trắng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng hồng cho mối tình xanh như khung hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mỗi duyên thơ ra đi chẳng giã từ. Ngày em thấy áo pháo đỏ diều nông, có ai nát cả cõi lòng. Đừng bên chồng 20 năm cuộc mộng dở dang, khắng sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hàn vui duyên mới? 20 năm cuộc diều còn đây, xây hoài sầu công vơi, tình duyên ta tiến uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn, từng thu thay trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng, nhẹ trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ làng. Từng thu thay chất nặng tuổi đời, như người ta rót ly này. Từng thu thay lá rơi đắp
biết là các vị giám khảo của chúng ta đã nhận ra được là ca sĩ thần tượng nào đang ở trên sân khấu không ạ? Thật ra tôi muốn có một tiết mục thật như này với bốn danh ca này trên sân khấu, nhưng bây giờ mình chưa coi được, thì nhờ chương trình ca sĩ thần tượng mình coi được là bốn cái danh ca này cùng hát chung bài thì nó sẽ ra như thế nào. Đó là Đan Nguyên, Quang Lê, Mạnh Quỳnh và Chế Linh. No, Trường Vũ. Tôi lại thấy là giống Chế Linh hơn. Nhưng mà đúng, vừa Chế Linh vừa Trường Vũ. Mình thấy bạn này giống hát Chế Linh, thì không biết anh theo đuổi hình tượng của Chế Linh hay là Trường Vũ ạ? À, thế thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn ha, bắt đầu từ anh luôn nha. Ok, dạ, anh tự giới thiệu về mình đi và chia sẻ cho giám khảo Trấn Thành biết là anh có phải hóa thân thành danh ca Chế Linh hay không. Dạ, xin chào bốn vị ban giám khảo, xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Trường Dũng, xin gửi lên tại Vĩnh Long. Thật ra thì mình giả thần tượng ca sĩ Trường Vũ. Cái thật đoạn sự, sau là anh hát giống như chú Chế Linh luôn. Thật sự giống là Tuyết rất hiểu Thành luôn luôn á. Bởi vì lúc hồi nãy bạn hát mấy câu đầu á, Tuyết biết là bạn giả Trường Vũ. Nhưng mà Tuyết cũng xoay qua nói với anh Nam cũng khá là hoang mang. Thì Tuyết nói là bạn này giả Trường Vũ nhưng chất giọng của bạn lại hơi giống Chế Linh. Nên đó là lý do mà tôi và Trấn Thành có cái sự suy nghĩ lịch lạc khác nhau như thế. Có nghĩa là bạn chưa đủ thành công trong bài hát này về Trường Vũ. Dạ xin mời. Không sao đâu ạ, mình dù nghĩ rằng là đây là phần lộ diện đầu tiên thôi, chỉ có một chút xíu đất diễn cho bạn. Không sao, chúc cho bạn sẽ tự tin hơn ở vòng tiếp theo nhé. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo. Chào bạn, bạn tên gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ, em xin chào ban giám khảo. Em tên là Thái Bình, em đến từ Bình Dương. Tên là Thái Bình, đến từ Bình Dương. À, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi và bạn đang làm công việc gì? Dạ, em sinh năm 88, nghề nghiệp tự do. Nghề nghiệp tự do. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn đó, chia sẻ rất là ngắn gọn. Kêu làm đó, kêu nói cái làm thinh. Nói cái làm thinh. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng kịp biết tên là bạn là Thái Bình rồi. Nhưng bạn hãy chia sẻ cho chúng tôi biết bạn đã hóa thân thành thần tượng nào, để xem có chính xác với sự dự đoán của ban giám khảo phía dưới hay không. Dạ, em hóa thân thành Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh. À, tiếp tục ạ. Chào bạn. Em chào hai chị MC. Em là Nguyễn Duy Long, em đến từ Nghệ An. Và em năm nay 20 tuổi, em đang là sinh viên. Bạn hóa thân thành? Và em hóa thân thành ca sĩ Quang Lê. Rất là rụt rè, có tuổi 20 luôn á. Xù cho em qua đây nè. Em để cho chị tiếp không, bạn. Em phải qua đây để em thấy được cái dấu hiệu tuổi già của em. Bé, đi qua đây. Trời, nó dừng hàng liền luôn á. Rồi, dấu hiệu tuổi già gì em đứng kế bên bạn luôn nè. Em tự tin luôn nè. Như hai cha con thật sự luôn quý vị. Không, không xuống, đứng không bằng, cao không bằng. Bạn đến với cuộc thi này là lý do gì? Em đến chương trình được thỏa niềm đam mê ca hát và được đứng trên sân khấu hát cho tất cả mọi người cùng nghe. Và nhất là được hát cho bốn vị ban giám khảo yêu quý. Dạ. Một tràng hoa tay cho bạn, còn hơi rụt rè tí xíu. Bạn ơi, bạn còn đi học đúng không? Vâng, em đang là sinh viên. À, sinh viên trường nào đấy bạn? À, sinh viên trường luật. À, chào bạn. Mai mốt rồi em làm luật sư rồi ra tòa em cãi sao ta? Cãi theo giọng hát nha anh. Thiệt dạ quá. Thưa tòa, tôi thì muốn trình bày là thân chủ của tôi. Em ơi. Nói lại từ đầu em. Dạ thưa tòa, là thân chủ của tôi là tôi muốn trình bày. Tôi muốn nghe rõ hơn em ơi. Nhưng thưa tòa, đây là lớn nhất của tôi rồi. Cho nên là giám khảo Trấn Thành cũng như mọi người thấy là bạn đang còn rụt rè, hơi nhỏ nhẹ một tí xíu. Nữa, em có cần sợ. Chị Khả Như hôn em một cái cho em tỉnh hồn lại không? Nhiều khi hôn xong xỉu luôn khỏi. Đi xa luôn đó. Thôi kệ đi, thằng bé nó mới lớn, đừng làm cho nó bị một bị, tràng hổ tay. Bị ám ảnh á. Ờ, dạ, okay. Một tràng hổ tay là em nghĩ là bạn đã tự tin lên rồi. À, anh có thể giới thiệu về mình. Mình là Quang Nghị. Lần đầu tiên xin gửi đến bốn vị ban giám khảo cùng tất cả các bạn khán giả lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng. Thật sự khi mình xù đi, khi mà cái phần hóa thân của bạn thì phía dưới trầm trồ rất nhiều. Vậy thì bạn có thể nói cho chúng tôi biết bạn hóa thân thành nhân vật nào hay không? Quang Nghị hôm nay đến chương trình thì hóa thân thành một ca sĩ cũng Quang Nghị rất là thích, đó là anh Đan Nguyên. Đan Nguyên. Với sự hóa thân này, mọi người phía dưới trầm trồ lúc nãy, thì bây giờ có thể chia sẻ cái cảm xúc luôn được không ạ? Chắc chị Minh Tuyết đi. Chị Minh Tuyết gặp anh Đan Nguyên hình như gần là thường xuyên luôn á. Hôm nay gặp lại Nghị hơi khá bất ngờ. Biết cái giọng hát của Nghị rồi, nhưng mà không có nghĩ là Nghị hôm nay Nghị bắt chước giọng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Hôm nay Nghị hát rất là khá giống Đan Nguyên. Hy vọng là vào vòng trong Nghị hát một bài hát riêng. Rất là khá giống thì có nghĩa là rất giống hay khá giống? Rất giống là sẽ rất là giống.
khá giống là chị hơi hơi giống, mà rất là khá giống có nghĩa là rất là hơi không, hơi hơi giống có nghĩa là không giống. Dạ, là gần như giống nhưng mà không giống nè. Thế thì bây giờ em phân tích theo toán học là rất giống 100%, hơi khá giống là 50%, cộng lại chia đôi là 75%. Dạ, xin cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, à, em yêu chị. Vâng. Đừng có đụng đến tôi nha, nhà văn ngồi bên đây. Bởi vì hôm nay á, cô Tuyết mặc áo màu xanh, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sờ thư tình chưa đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa màu áo em. Trời ơi, xíu, xíu luôn á. Các vị giám khảo của chúng ta rất là hoạt ngôn, rất là thông thái kể từ khi mặc chiếc áo dài vào. Mọi thứ gần như bế tắc. Không, không, không. À, như em phải hiểu, đây là thần thái hết. Yeah. À, thần thái ạ. Chúng tôi đang dần tiến vào hoàng cung rồi. Vậy à. Nên em đừng có như vậy, đó chỉ là những cái bước đầu thôi, giống như các bạn thí sinh đúng không? Hát cái bài đầu đôi khi không phải sở trường, nhiều khi vô cái bài gốc hát hay hơn thì chúng tôi cũng vậy, mới cái mở đầu thở nhẹ thơ thôi. Một lát em sẽ thấy là anh Nam ảnh ngâm luôn nha. Bình tĩnh. Phải nói là phần mở màn của bốn bạn thí sinh tuần này rất là đặc biệt và còn rất là nhiều điều đáng trong đời nữa. Và tiến gần hơn với sở trường, xin mời quý vị cùng đến với vòng biến hóa. Bình công tử thân mến, tôi nói thẳng vô mặt công tử, chỉ có hai chữ thôi: xuất sắc. Hết. Chiếu chỉ ngày hôm nay ngắn gọn nhưng sướng bạn ha. Ok, rung chị Tư. Xin lão Phật gia cho ý kiến. Thật ra giọng của anh Mạnh Quỳnh á, chị hiếm thấy có người giống lắm.
trong bài hôm nay thì đúng là nhắm mắt lại thấy anh Quỳnh anh đang hát ở đây đó. Chị á, thì chị không có phải như chị Tuyết đi với anh Quỳnh nhiều, nhưng mà có một cái chuyến đi diễn thì đi với anh Quỳnh và có nói chuyện với nhau chỉ một lần đó thôi, nhưng mà chị rất là mến, rất là dành nhiều tình cảm cho anh Quỳnh. Nói chung là tiết mục này chị rất là hài lòng, rất là thích. Chúc mừng Thái Bình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam à? Cái giọng hát thì em đã có cái điều đó rồi, thì còn điều gì để khiến em cảm thấy thiếu tự tin hoặc là run nữa? Anh muốn em sẽ bỏ lại đằng sau tất cả để em học anh Mạnh Quỳnh về cái cách mà ảnh diễn trên sân khấu ra như thế nào, mình tự giải phóng mình đi thì em sẽ thành công hơn. Tuyết có thể chỉ cho em thêm nhiều chiêu mà về diễn live của anh Quỳnh không? Anh Quỳnh thì ảnh rất là thoải mái trên sân khấu, đi qua đi lại cũng có chứ không phải không, giơ tay giơ chân hát theo cái bài, cái lời đó. Nó sao thì diễn như vậy. Anh rất là nhẹ nhàng, cho nên em chỉ cần giải phóng cái thân thể của em, tay chân của em thoải mái. Nói chung là bắt chước anh Mạnh Quỳnh không có gì là khó lắm về hình thức bên ngoài. Vâng, xin được cảm ơn những lời nhận xét đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và chúc mừng bạn Thái Bình đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em cảm ơn bạn giám khảo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trời ơi, nó vô nó xỉu nè nha. Vô tới cánh gà nằm xuống xỉu cái đuổi liền. Không, đứng kế bên mới thấy sợ. Mấy anh chị nói là dạ. Dạ. À, có dạ ngầm anh. Có dạ. Có hả? Em nghe, dạ, đứng kế bên mới nghe. Trong cuốn họng anh. Về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Trong chiều nay lửa đèn đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát vui đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đầy nhau, vì thương những mùa mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Hồng sưởi ấm bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng mừng lửa hồng tươi. Ôi nỗi lòng chan chứa, ơi người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng sâu. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn ơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay
thương nhớ lên đầy vơi. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ chắc chắn rồi, anh Hoàng Nhật Nam ơi, anh có muốn chia sẻ điều gì không với tiết mục này ạ? Xin mời anh. Anh thấy hai bạn cũng còn rất là bỡ ngỡ với là sân khấu. Mình cũng có đi qua đi lại đảo đội hình. Rồi sau đó rồi thì phần ai nấy hát thì anh vẫn chưa thấy được cái hồn, cái sự sinh động của cả hai anh em luôn. Mặc dù là giọng hát của hai anh em thì đều rất là tốt, anh nghĩ vậy. Anh không cảm thấy hào hứng lắm với cái tiết mục này. Chắc có thể là do nó thiếu cái năng lượng của cả là Thái Bình với lại Trường Dũng đã chuyển tới. Thái Bình ơi, là em đến với cuộc thi này là do em đăng ký tham gia hay do ai ép em tới thi không? Dạ, tự em đi. À, là tự đi đúng không? Tình nguyện đúng không bé? Hồi nãy giống như hát á, anh nghĩ giống như kiểu gia đình ép em tới đây để mà lấy giải thưởng về rồi mình có tiền đi ăn bữa cơm tối với gia đình. Và em không muốn hát kiểu mà xong chưa đi về chứ không muốn hát nha. Bực lắm rồi đó. Cái kiểu vậy có không? Có không bé? Có không? Dạ không. Không. Vậy tại sao mừng bếp hồng tươi về dưới mái nhà y như trời phạt đứng ha? Mà căng thì căng. Sao vậy em trai? Hả? Mà thí dụ nha, tôi tưởng tượng nha, mỗi lần sinh nhật con vợ, cái vợ kêu anh chúc mừng em đi. Happy birthday to you. Happy birthday. Trời ơi, ông hát mà cái bài cha 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 vui gần chết mà tôi với bà Cẩm Ly bên này ngồi nhúng này nhúng kia. Thấy bên kia, người ơi mau về đây về bên máy. Nhưng mà nhúng xong á, nhìn thí sinh có thấy tự quê với mình không? Em nãy em đang nhúng không, á, em anh nhìn vẫn lên. Thanh xuân em, anh vẫn thanh anh xuân. Anh vẫn thanh xuân à? Ừ, anh vẫn thanh xuân rồi. Nha. Cái bài này thì anh Trường Dũng có vẻ bắt được một tí của anh Trường Vũ hơn rồi đấy. Nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn còn mơ hồ lắm, nó không phải là thật sự là xuyên suốt được. Anh cứ bị lẫn lộn giữa chú Chí Linh và anh Trường Vũ. Mặc dù em biết anh không cố tình hát giống chú Chí Linh, nhưng trời sinh ra cái giọng anh cố tình giống như vậy. Nhưng mà thật sự em biết anh không có cố tình. Nhưng mà đại khái là anh tiến bộ hơn. Nhưng mà em vẫn thấy nó không đủ cho một tiết mục gọi là Để Nhái Trường Vũ, thì nó chưa có đậm màu. Tại vì anh hát nó phải hoàn toàn tương phản với lại bạn Thái Bình thì nó mới ra cái Trường Vũ Mạnh Quỳnh. Tại vì hai cái đó là hai trường phái khác nhau. Mạnh Quỳnh thì vẫn tốt, nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh hát phù quá. Chắc là ở nhà vợ đang réo hay em? Tiền điện, tiền nước gia đình tháng này lên quá hay sao? Tại em không quen sân khấu. Rồi thôi về nhà ha, đi. Đi thi mà mình phải đậu chứ, mình quyết thắng chứ, sao kỳ vậy? Từ từ người ta quen sân khấu. Thì quen xong là về đó. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Tuấn Thành. Và cảm ơn anh Tư. Chị Tư ơi, cứu thí sinh của mà em. Tỉnh táo Tư. Cái bài hát á, mà khi mình đứng trên sân khấu á, mà cái tiết tấu nó nhanh như vậy, mà con người mình nó bị rồi dùng từ là nó thụ động, giống như nó buông thõng. Thì trong cái giọng hát mình ra nó cũng không thể nào nó tươi được. Ví dụ bài đứt nhanh mà mình cứ vậy nè, người mà giống như mình buông thõng hết mình á. Về đây nó khác, còn về đây mình vui. Ví dụ vậy là cái sức sống trong cái bài hát nó có liền. Cho nên là cái đó cũng có điều rất là quan trọng. Rồi, nha. Hồi nãy mà tôi mới dính vô chú về đây buồn. Một bài là về đây là kêu khán giả là nó về đây, về với tôi đây. Thấy không? Còn bài về đây là nó đi về đó. Tôi về đây. Hiểu không? Hai tâm lý nha. Ok. Có được một cơ hội thì mình phải gọi là, ta dùng từ là bung lụa hết đi, phải không? Cho nó có được một cái tiết mục để lại cho người ta vẫn ấn tượng, vẫn hay hơn. Cá luôn á. Ừ. Bây giờ vòng 2 mà có vô cố gắng lắm là chỉ bước qua bên trái một bước. Rồi ơi. Bước qua bên phải một bước. Và đổi microphone qua tay này thành tay bên kia và đưa cái tay này lên lại. Chứ bây giờ nhìn thấy không? Nói rất nhiều, không phản ứng. Đừng run nữa nha anh, và biết phản ứng với tất cả mọi người nha anh nha. Mọi người vỗ tay mình phản ứng xem nào. Vỗ tay lên, chúc mừng hai bạn. Nào phản ứng nào. Thank you.
Giấc ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi phồn hoa, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Lời ru của mẹ âu ơ, dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cấy người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã bảo em xin hết ạ.
thấy hoa mai nở biết xuân về đây. 12 tháng qua mưa một mùa này, bạn bè bôn ba khắp hương thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, người yêu sẽ mang thật nhiều quà mừng. Một niềm tin dâng chất ngất hái hoa lọc chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Em ơi thấy không em, mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi. Và mừng bác nông phu vui xuân nâng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi, ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Ngày xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này mong người đừng quên, rước xuân về gia đình đoàn viên. Ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Ngày xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này mong người đừng quên, rước xuân về gia đình đoàn. Ngày xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này mong người đừng quên, rước xuân về gia đình đoàn viên. Niềm thương yêu về miền cổ lưu bên bão xưa rừng chiều.
rừng xanh bên ta uống quanh. Dương ơi vang lên một lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời tôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Cõi xăm vươn đồi núi lan trong chiều sương tóc tan trong làng cõi mong ai dần chừng tâm thì cầu mộng mơ. Ôi sân chiều hoan sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng kèn chiều ấy như dù lòng say, nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên bãng xưa đợi chờ. Trong chiều sương tóc tan trong làng cõi mong ai dần chừng tâm thì cầu mộng mơ. Ôi dần chiều hoan sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng kèn chiều ấy như dù lòng say, nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên bán xưa đợi chờ. Nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên bán xưa đợi chờ. Chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn quý vị ạ. Trời ơi, hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nói hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Mình có học nhảy. Bình thường á, Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay. Bữa nay thấy điệu được. hôm nay nhung dễ thương. Anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. bữa nay em nói giống hơn em hát. Em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay. Em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô, nó chẻ chẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có phiêu nhiều. Hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Cái áp lực của Nhung mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á. Cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều, tương tác với các diễn viên múa, rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Dạ mời chị Thanh.
Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước tiên, trước khi nói thì hôm nay khen, hôm nay xinh hơn mấy tập trước nhiều. Xinh. Xin cảm ơn dạ. Xinh đầy đặn, tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xinh gái ra, xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Đó lúc hát đâu rồi, ủa trời Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi cái em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu nào? Mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn Khang, cảm ơn ban giám khảo. Chim sơn ca chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha trai bán làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Ngay say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha trai bán làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Ca đầu tiên, mời quý vị sẽ cùng đến với Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Ủa, sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không? Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi,
Quỳnh ơi Quỳnh. Ơi. Ôi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha. Hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng... Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà... Còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành xuyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng tình mãi rối phần đẹp duyên ngứa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở mối duyên đầu còn chi đâu những buổi chiều đưa tiếng em đi
Wow, hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói làm sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Họ có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng ạ. Mà dạ. Hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Dạ. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều, nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn. Năm thí sinh của chung kết ngày hôm nay ai cũng đã đầy đủ cái điều kiện để bước lên trình diễn một sân khấu chính quy đàng hoàng. Họ đầy đủ tự tin và điều kiện. Nhưng mà tôi lo cho Trấn Thành, chị Phương Thanh với anh Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chọn khó quá. Mà thí sinh nào cũng giỏi, sơ sơ nè, ta thấy có hai quán quân rồi đó. Không, bốn chứ, bốn quán quân. Cho rớt hết đi. Cho rớt hết đi. Chưa, còn, dạ, cho rớt luôn à. Chưa thi mà. Chưa thi mà khó quá, nhức đầu quá. Dạ. Mệt quá. Mà... để mà được thưởng thức giọng hát của hai anh chị trên sân khấu. Tại vì chị Nhung ơi, Miu ý thức là đêm nay là đêm cuối cùng anh em thí sinh ngồi đây rồi, các giám khảo ngồi đầy đủ ở đây, và cứ thấy như có một cái gì đó thiếu thiếu. Hai người này không ca là không được, khán giả người ta không có chịu. Đúng không ạ? À? Không, không có ca đâu, Vi Nhung đang giận Mạnh Quỳnh nên không có ca, thiệt luôn. Không những mấy trăm khán thính giả ngồi trong khán phòng này, mà còn bao nhiêu triệu người đang xem trên truyền hình. Nhung nở lòng nào nhưng không hát với Quỳnh hay sao? Không sao đâu chị Phi Nhung ơi, bây giờ đang giận nhau đó, mình chọn cái bài nào ở nội dung nó giận nhau đi mình hát. Một tràng pháo tay cho tinh thần giám khảo thưa quý vị. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao
đời tình thắm sâu. Mỗi sự tuyệt vời để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Gặp nhau muốn khói nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, rằng mình mơ pháo hồng đêm tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em. Nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Buông ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ lắm, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em. Nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều.
trôi theo ánh trăng ngon. Cậu trẻ chiều quê cùng ấm ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu mênh mông ngó đất trời. Em về miền Tây tìm âm đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ anh quên hết sao anh. Đò đưa lòng em giờ xa bến Trúc Ly với ca khúc Em Về Miền Tây. Với tiết mục này, những câu đầu tiên em vô lại rất giống Phi Nhung. Trấn Thành có thấy vậy không? Rất giống Phi Nhung. Cái âm lượng nó không đều thì lại giống. Thì cái câu đầu tiên em hát á, rất giống Phi Nhung, nhưng mà tới lúc em bỏ nhỏ, em hát kỹ lại thì lại mất dần một chút xíu. Cho nên với cái sự hóa thân tiếp theo như thế này, em đừng có hát kỹ quá, đừng hát kỹ quá, mà cứ hát
giống như những câu đầu em hát để cực giống Phi Nhung luôn. Khi mà em hát kỹ là em sẽ bị mất cái chất của chị Phi Nhung. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ em phải về em quên đi cái cách hát này. Tại vì em thi cái cuộc thi này nó đòi hỏi em phải giống thần tượng em nhất. Tại vì đối thủ của em ai cũng giỏi hết, ai cũng mạnh hết. Và họ đang tiến bộ dần. Nếu em không tiến bộ dần thì những vòng sau em sẽ bị thua họ. Vì vậy cho nên anh nghĩ là muốn đi xa phải nghiêm túc, phải để ý kỹ hơn. Hát nó phải đời hơn, âm lượng nó phải khô hơn. À, cái cách phát âm ra giọng á, cái giọng mình phải khô hơn, đanh thép hơn thì mới ra Phi Nhung. Tại vì nếu em hiểu với chị Nhung, em sẽ biết Phi Nhung là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà vươn ra. Tôi phải chiến thắng được cuộc đời, tôi phải chiến thắng được bản thân. Đó là Phi Nhung. Thì khi yêu ai phải hiểu người đó trải qua những gì để họ có được cái xúc cảm ngày hôm nay, để họ hát cho mình hay tới mức độ mình phải giống họ. Phải hiểu được điều đó nha em nhé. Thì anh hy vọng là em sẽ cố gắng hát cho thật tốt, để những vòng sau anh muốn được coi nhiều hơn nữa. Trình diễn mà, đúng không? Nó còn có cái phần diễn nữa, cho anh coi luôn phần đó. Chứ đứng giống như ai ép mình hát thì... Và quan trọng là còn câu cuối của tôi là: em nhớ anh đêm ngày, em sẽ về miền Tây. Buồn quá, quên luôn, cất câu của người ta luôn nha. Lần sau tốt hơn nha. Dạ, em xin cảm ơn. Anh Thành là anh rất là hâm mộ chị Phi Nhung, cho nên em hát cái đoạn nào là anh nhớ trong đầu thuộc lầu lầu, cho nên là không có thể nào mà để tránh trường hợp là không bị bắt, cho nên là phải cố gắng nha. Có một cái câu thơ để nhận xét về giọng hát của Phi Nhung như thế này là: Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Đó là một cái giọng ca và chọn cái dòng nhạc trữ tình quê hương để thể hiện. Và trong đó nó có rất nhiều những cái nỗi nhớ Nhung. Và anh nghĩ rằng là trong bài hát ngày hôm nay á, em đã đặt để cái tình cảm của mình vào trong bài hát này, thì nó cũng là một cái cách làm cho những cái câu từ của bài hát và những cái giai điệu bài hát nghe nó đến với trái tim nhiều hơn. Riêng anh cảm nhận là nó rất là tình cảm và dễ thương. Bản thân anh thì anh rất hy vọng em sẽ được có một tấm vé để mà đi tiếp. Em chúc mừng em ạ. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn Trúc Liên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một dòng hát mà khi mà nói đến nam ca sĩ này thì có lẽ là cái quá khứ của anh cũng như là cái hình dáng bên ngoài đã kể về cái cuộc đời đầy kham khổ cũng như khó khăn. Có lẽ vì lẽ đó mà nhiều lần anh cũng tâm sự với quý vị khán giả rằng nhiều ca khúc mà viết về cái chữ nghèo hay có liên quan đến cái số phận mà được anh thể hiện thì bao giờ nó cũng chạm đến trái tim của người nghe. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một cái sáng tác đã được nam ca sĩ Mạnh Quỳnh thể hiện rất là thành công. Đó là ca khúc Tình Nghèo Có Nhau với phần thể hiện của thí sinh Ngọc Tuấn. Tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em, anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miêu, người yêu đãi cát cao sang lụa là gấm hoa vàng son, anh không đi tìm người yêu đôi trắng thay đen. Say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Em ơi, anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Không ước mơ cao,
tranh siêu. Mãi đây cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao tác phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chúc mừng Ngọc Tuấn. Thì và bây giờ chúng tôi xin mời các vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực sự ra ngoài đời anh Mạnh Quỳnh là người chỉnh chu. Chỉnh chu và đào màu thì thường nó rất là ít lòi ra những cái động tác thừa, những động tác đặc biệt để mình có thể bắt chước, đúng không nào? Nhưng mà đâu đó vẫn có vài động tác thú vị bạn ạ. Cứ về coi lại đi. Thành không diễn tả được anh Quỳnh ở đây nhưng mà nó rất là thú vị. Nó có một cái sự nghiêm túc mắc cười lắm. Nó có cái vài động tác rất là ấn tượng mà bạn làm ra là người ta có phải là nghiêm túc, cái lâu lâu lòi ra động tác lòi chút xíu thôi mà nó kiểu kiểu gì á, nó dễ thương lắm. Thành tựa ra bạn cứ về bạn để ý những cái điều đó là một. Cái thứ hai lại là vấn đề về nhấn nhá bạn ạ. Hát phải nhấn nhá, hát không có thể nào nó cứ đều vậy hoài, nghe buồn ngủ lắm. Cái này Thành nói thiệt, mặc dù bạn hát, bạn là một trong những cái người mà hát giống anh Mạnh Quỳnh nhất từ trước tới giờ mà tôi nghe luôn, thì báo cho bạn vui vì điều đó. Nhưng mà để bạn có động lực bạn làm, nhưng mà giống nhất chưa đồng nghĩa là bạn thật sự giống anh Mạnh Quỳnh. Có nghĩa là bạn chỉ giống được cái phần voice, nhấn nhá cái kiểu mà cái e, cái âm thanh đó, nghe Mạnh Quỳnh nè. Nhưng mà cái hồn của người ta bạn chưa lấy ra được. Cái cách ngắt câu của người ta bạn chưa lấy ra được. Đó, giống như tôi nói là thí dụ như là Whitney Houston đi. Whitney Houston thí dụ nha. Tôi nói trong cái bản thu âm thì cô sẽ hát là Don't leave me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Đó là bài thu âm. Còn bà ra sân khấu bà sẽ hát là Don't leave me close one more door. Nhấn nha. I don't wanna hurt. Nó ngộ lắm, nó không có liên, nó cứ rận. Dạ vâng, bây giờ em mới hiểu ạ. Bạn hiểu không? Vâng, bây giờ em hiểu. Người ta không bao giờ hát y chang người ta thu ở trong phòng thu nên bạn đừng có hát như vậy. Nghe nó rất là buồn ngủ, bạn phải coi mấy cái bản live thi mà xài chiêu để người ta có cái em là nghe đĩa nhiều quá cho nên nó nhiễm, nhưng sân khấu là một sự quyết liệt. Dạ vâng ạ. Em phải quyết liệt hơn nữa. Dạ. Tại vì đúng em không? Chưa hiểu ạ. Và hát phải như nói á bạn. Bạn hát tới đâu bạn hiểu đó đúng không? Dạ. Thì hát nó phải như nói á. Bạn hát mà giống như bạn muốn nói cho người ta nghe thì ánh mắt bạn phải tới khán giả nha. Nãy giờ ánh mắt bạn đang nằm đâu lơ lửng trên không trung nè. Thì đứng trên sân khấu á, để chị ấy cho em. Khi em hát em đi lại đây nè, nó sẽ có ánh đèn sân khấu đi theo. Thì em nhìn cái ánh mắt nào mà tình tứ cho em nhất trong mấy chục người đúng. Đây là em cứ nhìn vào đó thì cái cảm xúc của em tập trung vào người đó. Cái ánh mắt của khán giả tự nhiên bị say đắm theo mình, gọi là kết nối cảm xúc. Tại vì hiểu không, khi em đi tới cái này, đèn sân khấu ban xuống, chắc chắn sẽ có một khán giả đang ngó cái đôi giày em đi hiệu gì. Em hiểu không?
Thì không, bây, đó, bây giờ em... chị Thanh đi, chị hát đi, rồi bây giờ khán giả này ngồi đây. Rồi, đây, khán giả đây. Rồi. Thí dụ như hát một bây thời giờ... đã xa đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên phải là những người cuối cùng trước. Vợ em biết anh sẽ quên hơn những bài tình cờ vía xin tặng em. Anh mắc tình không? Phải chia đều hết. Đúng phải không? Chia đều hết cho khán giả trước. Ok. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Biết anh này thích mình không để ý. Hay quá. Từ từ. Xuất sắc. Đó là chiêu thức của ca sĩ. Xuất sắc. Và em sẽ không trách anh nữa. Quá buồn. Chẳng trách. Lấy cái chàng phóng tay cho mình trước. Chẳng trách anh nữa. Vỗ tay cho em nha. Khi ta đến với... Anh ngồi đó đi. Bây giờ là không, cái cuối cùng tức là knock out nè. Knock out nha. Knock out nè. Đầu tiên sẽ là chia đều cảm xúc cho tất cả. Sau đó phải nhìn tình tứ từ cánh phải qua cánh trái. Đúng rồi. Nhưng cuối cùng cái thứ ba là phải là mình thể hiện để lấy cái tôi của mình trước. Lên sân khấu phải có cái tôi của ca sĩ. Và em sẽ không trách anh nữa. Chẳng trách anh nữa. Khi ta đến bên, anh ngồi im, em không biết động. Anh ngồi im nha. Khi ta đến bên nhau tình yêu rơi. Không có chứ, không có một cái khán giả nào mà lầm lối như tôi đâu. Anh ơi, giờ em biết công dụng của cái khăn đó để làm gì rồi đó. Để níu kéo. Đó, cái sự chinh phục khán giả là tất cả mọi thứ khác hẳn trong đĩa nha quý vị. Dạ, cảm ơn các giám khảo đã thị phạm. Trời ơi, nhiều khi đi học trường lớp không bằng là giám khảo đến đây thị phạm nhiệt tình như thế này. Đó, cái này là quý giá lắm, đúng không ạ? À? Lột xác không? Hứa không? Hứa lột xác không? Vâng, em sẽ để đi theo dòng trong. Rất cố gắng ạ, bởi vì là bây giờ thì em cũng đã hiểu rồi. Bởi vì là trước thì em chỉ có sửa điện tử thôi, chứ em cũng không hát hò gì cả, với cả nghe thôi ạ. Đấy, em bây sửa giờ... điện tử mà hát hay vậy á. Dạ, vâng, em với cả mắc điện nước. Tivi rồi này nọ đi ha. Vâng, đồ điện tử. Đấy, vâng. Hay quá. Rồi, cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Một trăm tay cho Ngọc Tướng ạ. Chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị đã chỉ dẫn cho em ạ. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có làng cây đa thương tiếng du ai bùi ngùi rót trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh liếm dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ tình hồng trò đẹp như mơ, ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mê. Chim bim bim về nhắn ai bước đi trọn lời thề, lòng ngất ngây câu hò hát quê nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao, hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên vẫn còn dùn đồng còn quê hương còn giọng hò còn yêu thương, xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta không chỉ đến đây để tìm ra quán quân mà chúng ta còn thăng hoa cùng với âm nhạc để ngợi ca quê hương. Câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn, còn ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò, còn yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn nữa
khi chúng ta còn tình yêu thương và chúng ta cùng sống dưới một mái nhà để vang lên khúc ca ngày mùa. Phi Nhung, Dương Kiều Vũ cũng có mặt sẵn sàng. Mạnh Quỳnh ơi, khi nhận lời làm ban giám khảo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì đến tập này Mạnh Quỳnh có suy nghĩ gì? Xin mời chia sẻ. Rất cam go và cũng nhiều gây cấn. Làm giám khảo như tôi cũng bao lần bối rối, không biết làm sao phân xử cho tròn. Còn Phi Dung thì nàng suy nghĩ gì về chương trình Ban Nhạc Quyền Năng chúng ta? Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Hay quá Dương ơi, cho một tràng pháo tay, xin mời. Và bây giờ phần song ca với xung điện của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Dương Triệu Vũ, bạn là người bấm xung điện. Vỗ tay mạnh lên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Ừ, em hát là cũng bấm vậy. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng xa xa. Yêu ai cũng lỡ làng. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Đúng rồi, đúng rồi. Em lên sẽ hoa bừng theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở. Một gia đình tu nhân tính đức tự giả ngói dôi về giới ruộng đồng xa lắm cuốc dài làm quen địa giấc tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chở đất nhân đồ. Phát tay thử thách với Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh xin được giới thiệu tiếng hát của thí sinh Ngọc Tuấn. Rằng mãi
đây anh lại thăm. Ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Trời ơi, đóng cửa. Dễ sợ. Xin cảm ơn Vũ Công, bạn Huệ Nguyễn với tiết mục vừa rồi. Xin mời ban giám khảo nhận xét. Tôi nghĩ bạn sống tình cảm lắm. Phải sống tình cảm mới hát tình cảm. Cái đó nói thiệt. Sống sao là hát vậy. Hát vậy không câu thể sống. Câu này hay quá, sống sao hát vậy. Sống sao hát vậy. Hát vậy không thể nào là xấu tánh được. Sống tình cảm, chân thành, người thiệt thà. Hát gì mà hay dữ vậy. Như anh là anh trình diễn chứ không phải là thi. Dạ. Không thấy một cái áp lực nào ở Ngọc Tuấn luôn. Thật sự á. Hôm nay Mạnh Quỳnh mới thật sự trở lại nè. Anh Nam anh để ý là tuần trước mình mà chê ai bị xuống phong độ là hôm tuần này lấy lại hết phong độ. Sợ còn rớt. Mấy cái người mà nói sợ là vừa rớt. Tiến bộ là năm nay thụt lùi hết. Sợ rớt. Cái hay anh thấy ở Ngọc Tuấn á là Ngọc Tuấn hát như kể một cái câu chuyện á. Và nghe thủ thỉ tâm tình rất là tình cảm. Có những đoạn đổ xuống mùi ơi là mùi. Hát rất là nội tâm. Hát nội tâm lắm, em như một nghệ sĩ thực thụ á. Lên trên đó mở ô cửa ra hay là đóng lại hay là hát phiêu vào từng câu hát đó. Nó tình cảm mà say mê với từng cái câu hát.
cái phần hồn của em trong đó và tình cảm của em đặt để trong đó nó nhiều lắm, mà nó đông đầy, cho nên đó là góp phần cho cái thành công của tiết mục. Lúc em hát em có nghĩ đến bà xã mình không? Cái nội dung bài hát thì như thế nào thì em thể hiện ra ngoài như vậy ạ. Thì ví dụ cái đoạn mà được mãi mãi gần em thì thôi thì cũng có vợ rồi, thì thôi thì cũng mong là được mãi mãi gần vợ đấy. Thế thôi. Mãi mãi gần vợ đấy. Trời ơi, nịnh vợ thế cơ cơ. Rồi bà xã em có nói gì không? Dạ thì vợ em thì cũng bảo thôi thì cố gắng rồi thì cứ làm hết mình rồi. Vâng. Thì khi hết khả năng của mình thì thôi đừng tâm lý nữa. Nhưng mà nếu như mà hết mình thì phải gọi cho bà ấy, bảo rằng em ơi, thì tuần sau anh chơi tới nhá. Bà giám khảo bây giờ thích anh quá rồi, anh bây giờ đang lên lắm em ạ. Chơi tới là sao Thành? Chưa hiểu cái cụm từ chơi tới. Bây giờ ông này hiện giờ đang là diễn viên siêu MV. Cái lần trước là bị Nguyên Khang cướp bồ nè. Rồi. Lần này may mắn kéo nhỏ lợi được, vô cửa sổ được chưa? Tuần sau dằn xé tiếp cho coi. Mà dằn xé tiếp nó đâu phải dừng lại ở những cảnh này. Thì bây giờ phải báo cho bà xã biết em. Tuần sau anh chơi tới. Ừ, thả lỏng cho anh 2-3 tuần nữa đi. Danh vọng anh sắp tới rồi, đừng cản. Đừng cản anh nữa. Em sẽ nghe theo anh ạ. Đúng không em? Dạ vâng ạ. Sau 3 tuần nữa anh sẽ vẫn là của em. Cái bà nhắn tin lại thôi anh khỏi về nữa là chết luôn. Không, đâu được. Đâu có phụ nữ nào dại dột. Ta sắp lên đỉnh danh vọng rồi nhắn khổ về mất bảy. Đúng rồi. Trời ơi, người ta giờ ta có cái, cửa. Cái tâm lý người mà không muốn lấy vợ nó vậy á. Đúng rồi. Không có hiểu gì về tình yêu cả. Nam nói là Trấn Thành nhận xét là phải lọc lựa. Phải lọc lựa kỹ. Rất là nguy hiểm. Thì mời chị Chanh. Khác với tập trước, tập này lại lấy lại phong độ và làm cho tất cả mọi người lại mê đắm lại như thường. Chọn bài này hợp lý hơn bài trước luôn. Hợp lý hơn. Bởi vì những cái câu hát ta hay gọi là xuống sề á, rất dễ đi vào lòng người. Khi xuống một câu lời dưới này muốn rụng luôn hả? Yeah. Muốn rụng luôn. Rúng. Rụng rúng luôn. Chúc mừng có một tiết mục mà có thể gọi là tiến thẳng được vào trong vòng cuối cùng. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy Trấn Thành có nói một câu là tập trước mà khen quá thì tập này hậu hát không tốt. Nhưng mà tập trước mà chê quá thì tập này hát tốt. Không ấy mình bớt khen lại, mình để cho mấy bạn đấy tâm trạng thoải mái chứ giờ khen quá sợ rồi, tập sau nó lại bị từ nay căng về thẳng. Sau bước ra ai cũng chê hết. Thôi thôi, không được, vậy không được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Xin cảm ơn em bạn. Xin cảm ơn anh chị giám khảo ạ. Vâng. Thưa quý vị và... dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt ho như xưa có mẹ mát ngọt đời con sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt cũng dòng con phố xa đường qua trường khánh có người bạn qua tôi trẻ thua kia ua ta về đại tâm thăm người bạn thơ mê và đưa múa lông thôn sóng sơ vai ở bòn tàu na ở bòn tàu na ở bòn ơi
vị vừa xem một phần trình diễn rất là dễ thương của giám khảo Phi Nhung với phần phụ họa của nhóm dancer và MC Thanh Bạch. Quý vị, một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, chúng ta đã vào vòng bán kết rồi. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh có thể nói cho quý vị khán giả nghe được 20 luật lệ của ngày hôm nay được không? 20... Dù em, dù ơi anh chỉ biết rằng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chỉ giao cho hai anh em mình nói được bấy nhiêu thôi, để câu giờ cho MC Thanh Bạch vào bên trong thay một bộ đồ ra để làm MC. Kính thưa quý vị, những lúc như thế này chúng ta phải thấy thương cái người điều khiển chương trình. Một tràng pháo tay cho MC Thanh Bạch trở lại sân khấu và nữ giám khảo Phi Nhung. Chào đến tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Ca sĩ thần tượng mùa 3 năm 2020. Thưa quý vị, có thể thấy là mỗi một người trong cuộc sống của chúng ta đều chọn cho mình một cái thần tượng để chúng ta có thể phấn đấu, học hỏi và có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Và đối với trong lĩnh vực âm nhạc thì chắc chắn sẽ có những người yêu thích giọng hát này, giọng hát kia. Chúng ta yêu mến giọng hát đó, nghe nhạc của họ. Nhưng mà có những người còn được trời thiên phú cho cái giọng hát, đôi khi sẽ giống cái thần tượng ấy. Và với chương trình Ca sĩ thần tượng, chúng tôi tìm kiếm những cái tài năng để các bạn có thể không chỉ phát huy được cái niềm đam mê âm nhạc của mình, mà bên cạnh đó các bạn còn cho thấy được cái niềm đam mê yêu quý cái người thần tượng của mình thông qua những cái phần biểu diễn trên sân khấu. Và trước khi chúng ta gặp gỡ những cái bạn người chơi, những cái bạn thí sinh sẽ thể hiện khả năng trên sân khấu, chúng ta sẽ cùng chào đón những vị giám khảo của mùa thứ ba. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị giám khảo rất là stylish, rất là phong cách và đặc biệt thơm phức, bởi vì sao? Đứng kế là mỗi một ngày một mùi nước hoa khác nhau. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ Trấn Thành. Thưa quý vị, ngày xưa có bộ phim là Hàm Hương, bước ra một cái là bướm bay xung quanh, còn bước ra một cái là người thơm phương phức đó, vì là Thành Hương. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp một người phụ nữ mà hôm nay chị ấy không còn là công chúa nữa, chị ấy cũng không còn là bà quản gia của 101 con chó đốm nữa, mà bây giờ chị ấy sẽ là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Xin được giới thiệu nữ ca sĩ Phương Thành. Tiếp theo thưa quý vị, cái người này phải giới thiệu đặc biệt hơn một chút. Nếu như những mùa trước thì quý vị đã biết đến anh với vai trò là một đạo diễn nội tâm, với những lời nhận xét mang đậm tính thi thơ, thì hôm nay quý vị sẽ chú ý nhiều hơn đến trang phục của anh ấy. Xin được chào đón đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với anh Nam trước. Dạ, thưa anh, mùa đông có vẻ đến sớm trong thành phố đúng không ạ? Không được nói, không được nói, để chúng tôi tả anh. Ok, Trấn Thành. Riêng về cái trường hợp này thì năm nay lại không có ý là định ghẹo anh Nam, là tại vì thật sự ra với góc nhìn của thời trang về fashion thì cái khăn rằn nó lại rất là vô với bộ đồ. Cũng không hiểu là vì sao năm nay anh Nam anh lại rất là quan tâm đến thời trang. Quý vị thấy là tập nào anh mặc đồ cũng đẹp cả đúng không ạ? Chắc người ta mới yêu. Người ta mới yêu. Bậy. Không. Đốt nhà. Chúng ta đều bậy. Người ta có vợ rồi không? Okay, có vợ rồi. Anh, bậy okay. Rồi. Phân tích nào bậy nữa. Thưa quý vị, chắc là người ta đang trong cái tâm trạng là làm được một cái gì đó thành công trong năm nay á. Cái người ta vui, người ta hạnh phúc, người ta đầu tư hình ảnh hơn. Hay là anh định lớn sân vào showbiz đó anh em? Trấn Thành nói là có niềm vui là đúng. Gia đình có em bé hả? Có em bé cho nên là... Quá, chúc mừng anh em. Nói tới em bé mới nhớ hôm qua tự nhiên
cái tuần trước mình làm show xong hỏi chừng nào Trấn Thành có em bé, tự nhiên qua mơ thấy Trấn Thành có em bé. Thiệt hả? Ghê vậy. Thiệt không? Có ước chưa, mơ chưa, gì chưa, không? Chưa ước hả? Mơ. Nhưng mà thế này nè thưa quý vị, có một cái kỷ niệm mà Trấn Thành với chị Chanh là thế này. Hồi xưa vui lắm. Chưa kể mà nó chưa vui. Chưa kể là vui rồi. Rồi giờ kể xong mới hết vui nè. Hồi đó lúc mà thời mà Trấn Thành bước dây xì tin á, là đi với chị Chanh. Hồi đó là chị Chanh là giám khảo, Trấn Thành mới bắt đầu làm MC thôi, chưa có được nổi tiếng luôn, chưa được chú ý gì cả. Thì lúc đó cái có ra ngoài Đà Nẵng làm xong show, cái bữa đó thất tình với bộ, cái ngồi tâm sự um lum, nói là chị Chanh, chị là người lớn á, chị từng trải á, chị cho em lời khuyên đi. Cái đưa hình của cái cô bạn gái cũ ra, cái bà Chanh mới nhìn nó, em quên nó đi, nó sẽ không thuộc về em đâu. À, cái đó cái gì vậy? Nhớ ra ai rồi? Mai Hồ. Không phải, bảy trời đất ơi, bà này trong lòng lúc đó giận bộ, kêu bà tư vấn, bà không tư vấn, bà còn nói bà gỡ bỡ ra. Y quý vị về cái nó bỏ thiệt quý vị, nó bỏ liền luôn. Trời ơi thưa quý vị, đó là Phương Thanh. Dạ. Phán cái gì dính cái đó, đừng dính cái này nữa là tôi xỉu đó nha. Không phán nữa. À, không phán nha. Không phán nữa. Giấc mơ thôi nha. Giấc mơ thôi rồi. Ok. Nhưng mà nó có thiệt á. Xem như là khép lại tại đây luôn. Anh Nam biết khép sao? Khép lại tại đây đi. Nhiều khi anh Nam là người của đàn ông gia đình nên có con anh sẽ rất là vui. Còn Thành hiện nay còn trẻ mà có con lo lắm, rồi sợ là mình không đủ trách nhiệm. Rồi tới lúc mà bắt đầu nói bà Chanh coi em tôi chừng nào có con là không coi nữa nha. Cả nhà làm chứng giùm em nha, bà cứ gì. Không coi nữa. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa đến với... Bây giờ cho hỏi câu hỏi cuối sao, thôi. Sao? Hôm nay thầy coi giùm coi là chương trình hôm nay thí sinh nó giỏi không thầy? Thí sinh hôm nay là từ khá đổ lên. Từ khá đổ lên sẽ nha. Rất là quậy. Coi thầy đoán đúng không nha. Cũng coi luôn á, là hôm nay không khí trong gia đình mình có hòa thuận không? Không hòa thuận, tập nào cũng không hòa thuận. Hòa thuận phải không? Bây giờ coi thêm lần cuối nữa coi hôm nay MC có bị chặt không? Có. Thành cho nên đó là lý do anh chuẩn bị cái khăn rằn. Gì vậy? Đây là một cái đạo cụ, một cái vật dụng rất là quen thuộc với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Dạ mồ hôi. Đúng rồi, người ta đi ra đồng này kia nắng nôi ra, lao động mà đó thì người ta vắt lên vai, ví dụ như căng thẳng quá thì bắt đầu là lau mồ hôi. Bây giờ em thấy mồ hôi thiệt rồi đó, mấy mình về đi, đi nóng quá. Có vẻ như là hôm nay là được dự báo là một ngày sẽ rất là sôi nổi. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần thi của các thí sinh, nhưng xin được nhắc lại là chúng ta sẽ có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là vòng lộ diện. 4 thí sinh sẽ đứng trên 4 cái bục tròn. Và lúc này đây thì ánh sáng mờ ảo, quý vị chỉ nghe được cái giọng hát của các bạn ấy và sẽ đoán xem đó là ca sĩ thần tượng nào mà các bạn đang thể hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng hòa thanh. Các bạn sẽ kết đôi với nhau, thể hiện phong cách của mình và làm sao cho thật là ăn ý. Và cuối cùng chính là vòng biến hóa. Lúc này đây chỉ còn một mình bạn trên sân khấu và bạn sẽ phải thể hiện cái phong cách của mình đậm nét nhất, mà chúng tôi gọi là chữ ký sắc sảo nhất của bạn so với phần thể hiện của 2 phần trước. Và ngay bây giờ mọi thứ đều được sẵn sàng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của 4 thí sinh. Phần thi đầu tiên với tên gọi Lộ Diện. Vì sao em nhớ anh thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng mất. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay? Tình anh trời xây thành lũy, biển chơi nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Quang. Em ơi, ước
sao đêm hay là trăng sáng rọi đường em. Để anh đưa đón em sớm chiều, trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao, gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như án mây cao, tình em như ánh trăng sao, cứ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền chia cánh đôi ta, bạc trắng lừa hồng nếu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đơn đau này muôn kiếp không nhòa. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên sớm mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tiễn người sang. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi néo quan san, khóc cho đời bạc trắng lừa. Vì sao anh nhớ em thế này, nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Tương nhớ đông đầy trong lòng mòn gần gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao. Trong năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên sớm mà thôi. Trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bốn thí sinh trên sân khấu này à, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với từng bạn. Đầu tiên chị áo dài trắng như nữ sinh, chị giới thiệu đi ạ. Em xin kính chào ban giám khảo. Em xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phan Thị Ly, em đến từ Quảng Ngãi. Bạn tiếp theo, mời bạn. Vâng, vừa lời nói đầu tiên thì em xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả có mặt cho chương trình ngày hôm nay. Em tên là Dương Vân Chiêu, hiện tại em là quê ở Cà Mau. Cà Mau, cái kiểu tóc này là em để bao lâu rồi? Dạ, em để cũng được 4 năm. Để 4 năm rồi hả? Dạ đúng rồi. Là do em yêu thích cái ca sĩ này nên em để cái tóc này hả? Dạ đúng rồi, lúc đầu thì hát rồi em đam mê rồi từ từ nó quen. À rồi, cảm ơn em. Thành viên thứ 3, xin mời bạn. Em xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và em là Trọng Nghĩa, em đến từ Đồng Nai và hiện tại đang làm việc ở tại Sài Gòn ạ. Bạn làm công việc gì Nghĩa? Dạ em vẫn đi hát tự do ạ. À, ca sĩ tự do, xin mời thành viên cuối cùng. Em xin kính chào ban giám khảo và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong cái hội trường hôm nay ạ. Em tên là Trần Ngọc Tuấn, đến từ Thái Bình ạ. Bạn Tuấn, bạn là người miền Bắc à? Dạ vâng ạ, em từ Bắc, Thái Bình ạ. Nhưng mà lại hát dòng nhạc bolero mà cái người ca sĩ mà bạn hát thì là người miền Nam. Cũng khá là đặc biệt đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét cũng như chia sẻ của các vị ban giám khảo. Chắc là quý vị cũng đoán ra được đó là ai đúng không ạ? Hôm nay các bạn làm cho Thành rất xúc động là bởi vì cái mashup này rất là hay, hay thật sự. Ngay từ cái vòng bắt đầu thôi, chúng tôi đã thiếu điều không còn gì để góp ý nữa. Các bạn làm chúng tôi ngạc nhiên quá bởi vì nó giống, nó cái mức độ mà giống mà khi mà giống quá nó đã, nó nổi da gà, nó sướng đập bàn đập ghế. Đây, Phi Nhung, hai người Đan Nguyên và một Mạnh Quỳnh đúng không ạ? Rất hay, các bạn đều hát rất hay. Trời cho bạn cái giọng quá giống chị Nhung, nhưng mà bạn phải hát nó hơi bất nguyên tắc hơn tí, không nắn nót quá nhiều, hát mộc hơn, chân thật hơn. Vì sao em nhớ anh thế này, là vậy thôi, chứ không có mà nhớ anh thế này. Em hiểu anh nói không? Là những người khác thì người ta sẽ nắn nót chữ, Phi Nhung không nắn nót. Phi Nhung hát bằng mộc mạc từ trái tim đi ra thẳng băng, khô hơn tí nữa sẽ ra chị Nhung nha, đanh thép hơn tí. Em cảm ơn ạ. Hai bạn Đan Nguyên thì dĩ nhiên là bạn bên này cả ngoại hình hiện nay cũng đang nổi trội hơn. Chắc có lẽ là tại mê Đan Nguyên quá, nhiều khi nó ăn vào máu thịt rồi nào cũng hay, rồi để tóc mặc đồ giống, đứng cái tướng cũng giống. Từ đằng xa cái đèn tối thui là tôi đã thấy bạn này, tôi nói ủa sao ông Đan Nguyên giống tới mức độ đó. Bạn này thì chưa giống bằng, bạn vẫn còn nhiều cái chỗ xử lý chưa có ổn. Thì một lát nữa khi bạn hát đơn Thành sẽ phân tích kỹ hơn. Còn anh này anh giống Mạnh Quỳnh mà tới nỗi tôi đập bàn đập ghế nó giống giống mà giống gì dữ vậy trời, giống gì dữ vậy trời, rồi lấy gì tôi góp ý ông, giống y chang luôn rồi. Hát sai sai đi xíu còn có để đường ta nói, ông giống như là giờ Mạnh Quỳnh in vô ông luôn thì để tụi con có giảm cân được không, vậy thôi chứ giờ nói gì nữa. Giờ xin mời chị Thanh. Trấn Thành cũng nói hết rồi. Hôm nay cái chương trình buổi hôm nay đầu tiên Phương Thanh vô, mọi người hỏi Phương Thanh bói ngày hôm nay xem sao, đảm bảo là từ khá đổ lên. Bây giờ mọi người thấy sao? Chính xác đúng không? Có tập thì sẽ có người này như thế này, người khác sẽ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng riêng tập này, đảm bảo từ đây tới cuối chương trình sẽ có nhiều cái rất là hay. Nhận xét để mà gọi là soi á, soi mói rồi móc rồi tìm vết hở rồi này nọ thì chắc chắn là Trấn Thành sẽ tìm ra. Phương Thanh cũng sẽ phụ Trấn Thành xem có gì đó để mà hỗ trợ thêm cho mình tốt nhất có thể. Du và cả chị, hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy, chúng tôi sẽ soi mối tới tận cùng. Dạ, soi, dạ, soi, soi các thí sinh. Soi để cho có cái gì hoàn mà hoàn tốt nhất cho các bạn. Không biết tới cuối có gì để cho Phương Thanh phá hay không, nhưng mà trên tinh thần là quá là yên tâm. Cảm ơn các bạn và cảm ơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Đây là một cái đêm diễn, một đêm thi và cái cuộc đua của bốn vận động viên. Nhưng mà trong đó Trọng Nghĩa và Văn Chiêu hóa thân vào cùng một thần tượng Đan Nguyên. Cho nên là hai tụi em sẽ áp lực nhiều hơn hai bạn còn lại. Bởi vì hai bạn còn lại thì giám khảo cũng như khán giả sẽ so sánh các bạn với thần tượng. Cái đó đã là một áp lực rồi, nhưng mà đây mình còn áp lực khi so sánh đối thủ là bạn của mình nữa. Cho nên là hai em sẽ phải hết sức tập trung và có cái chiến lược trong những cái vòng tiếp theo. Đó là lời khuyên của anh dành cho hai bạn hóa thân thành Đan Nguyên. Và về sắc vóc rồi cái chiều cao và mọi thứ thì anh thấy Văn Chiêu thì có lợi thế hơn, khi mà khá là giống cả ngoại hình và chiều cao và cả cái mái tóc nữa. Giống cả ánh mắt nữa anh. Anh Đan Nguyên anh có một cái hay là khi anh hát á, thường anh ít khi nào mở to mắt. Anh chỉ mở theo cái kiểu thật ra anh mở to cũng không mở được. Cho nên là khi các bạn này hát hay, hay là hay là mình góp ý kêu Đan Nguyên cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Cắt mắt như Nguyên Khang được không ta? Ê trời ơi, trời ơi, trời đất ơi, ê trời đất ơi, ê trời đất ơi, đao kiếm vô tình, trời ơi, lời phán đã linh nghiệm, MC mới đó, bị chặt một nhát. Cái tội người ta đã không dám nói rồi, cứ chọc cho người ta nói. Trời ơi, hết chuyện cứ khửi con mắt ra làm chi. Cảm ơn chị. Không, nhưng mà em tỏa sáng, tập nào em cũng được chị chém là em sẽ tỏa sáng, yên tâm, cứ tỏa sáng đã rồi xuống sân khấu mình tính sau. Em tin thế, dạ cảm ơn chị. Rồi trong thời gian MC Nguyên Khang gạt đi nước mắt thì anh sẽ nhận xét tiếp phần của Trúc Ly ha. Rồi mình tập trung thí sinh đi mà anh. Rồi, anh rất thích cô Phi Nhung Trúc Ly. Rất là dễ thương, một cái vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Hồi nãy mình có nói cái gì là giống như Phi Nhung mà nhỏ lại bao nhiêu tuổi á, đúng không? Giống như là những năm thanh xuân. Thanh xuân á. Thanh xuân của chị Phi Nhung, chắc là Trúc Ly đó.
Anh rất là mong chờ phần kết hợp của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ hòa hợp đến đâu, bởi vì Ngọc Tuấn trong cái phần hóa thân vừa rồi rất là xuất sắc, và kể cả cái sự mộc mạc và có phần rất là chân chất của em cũng giống giống với thần tượng của mình nữa. Và anh nghĩ rằng là cái sự kết hợp của hai em sẽ bùng nổ. Còn cái sự kết hợp của hai Đan Nguyên thì hứa hẹn đó là một cái cuộc đua rất là gay cấn. Anh rất là mong chờ. Chúc mừng các em với cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là vòng đầu tiên thì các bạn chỉ chào sân một cách rất đơn giản và cũng chưa có kịp phô diễn hết tất cả những ưu thế của mình, nhưng mà đã nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các vị giám khảo rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng là ở vòng tiếp theo các bạn sẽ cố gắng phát huy hơn nữa nha. Một lần nữa xin chúc mừng 4 thí sinh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào vòng hòa thanh. Và như chúng tôi chia sẻ, ở vòng này thì sẽ là sự bắt cặp với nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi, đó là những người tình trong âm nhạc. Cả hai song ca rất là ăn ý trong những ca khúc mang đậm âm hưởng bolero cũng như là quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung của hai thí sinh. Xin được giới thiệu Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Không đón mời vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi, căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Lòng như bao lòng không muốn rời.
chúng đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái ơn xin người ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Trời ơi, nó mùi ơi là mùi, mà nó, chúng tôi nghĩ đây đúng là Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn á, chứ không còn ai nữa. Mà nhất là anh Mạnh Quỳnh, anh diễn mùi dễ sợ luôn. Nào là khều khều cổ xích lại một chút, rồi quàng tay qua. Mấy cái vút này là tóc mình... nữa đồ. Trời ơi, vút tóc nữa, cái này mình tập nhiều không? Cái này bọn em chưa tập ạ. Thì chưa tập luôn hả? Chỉ trời lên chưa sân tập khấu mà. Là hai anh em thống nhất là lên sân khấu thì mình cứ nghĩ thế nào mình làm như vậy thôi ạ. À, nghĩ vâng thế nào làm như vậy vâng luôn. Vâng ạ. Còn em? Em nghĩ là bản chất của ảnh luôn á. Hả? Bản chất của ảnh? Em với ảnh nó tập đúng có một lần thôi. À hả? Thì lúc nhưng đầu... mà lúc mà tập là em có gục đầu vào vai ảnh giống vậy không? Cái lần đầu tiên thì có. À hả? Nhưng mà mấy lần sau đó em cũng sơ sơ thôi. Khoan nha. Ảnh... Tôi thấy tại sao người ta nói anh gãi gãi cái gì. Người ta nói đúng tim đen anh phải không? Anh để ý gì người ta phải không? Hai tụi em là ở hai vùng miền khác nhau. Chỉ dạ. có gặp dạ. nhau trong cái cuộc thi này đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ hai đứa mới gặp nhau ạ. Cả hai có người yêu chưa? Em thì có rồi. Nhưng mà ảnh thì có vợ rồi. Có hai con luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Bị bán đứng rồi em ơi. Bày đặt gán ghép bậy bạ đồng hồ vợ ông cào mặt tôi nữa. Tại vì hai bạn chân thật á, nên hai bạn diễn nó đàng hoàng, nó tử tế, để nhìn nó rất là trong sáng, nó thiệt. Nãy mình ghẹo chơi cho vui thôi, nhưng mà tại hai bạn làm nó rất là dễ chịu. Và nó có một cái gì đó rất là thật thà với nhau. Khi mình hát mình tin cái mình hát á, để mình nhìn với ánh mắt của người kia mình cũng thấy nó thiệt hơn tí đúng không? Để mình diễn cũng được. Mà trời lại thương cho hai cái người bạn diễn cùng mình nó lại hát hay nữa. Mà nó lại giống Phi Nhung nữa mà ghê chứ. Giống như kiểu là không cá gặp nước các bạn hiểu không? Lâu lâu tự nhiên ngày xưa đúng không bạn hát karaoke của một mình. Đúng rồi. Đó, cái kêu cái thí dụ cái bà hàng xóm vào hát dở ẹt. Đúng rồi. Nhiều khi còn phô lợt tông, dí nhạc, mình hát cực muốn chết, giận. Bữa nay đi thi gặp ngay trời Phi Nhung chịu có nổi đâu. Cũng phải nói thật với ban giám khảo là em cũng mong ước từ ngày xưa đấy. Em bảo là bây giờ mà giá như mà có được cái bạn gái nào mà hát được giống Phi Nhung thì hai người đó hát thì nó hay quá. Anh nghĩ là em là nhìn là thích Phi Nhung rồi đấy. Ừ. Nhưng mà nói chung là khán giả rất thích. Đấy. Thì đấy ừ vậy đó. Ừ. Nhung ơi, Nhung. Dạ. Bài này Nhung lên tay nè. Vô rồi đó, vô. Vô rồi. Nhưng mà bây giờ nói nè, về dạch lá tìm sâu nè, dạch xấu tìm la nè. Phi Nhung phải hát to hơn một tí và hát phủi đời hơn một tí. Em lên là cái câu... câu cao nhất á, mấy nốt cao nhất á. Mà hát to và hát không nắng nót, hát phủi đời, hát thẳng băng cho anh thử coi. 2, 3. Khi đã yêu nhau, nào mơ ước nhiều. Đúng rồi. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Đó, yeah, vô chính rồi xác. Đó, vô yeah. rồi đó. Hiểu chưa? Phi Nhung là hát là không nắng nót. Tại vì bản chất cái giọng chỉ đẹp, đủ dày và mạnh. Hát là hơi rất là mạnh, hát không có nắng nót nhiều. Thì mới ra Phi Nhung hát với chân thật. Nha, yeah. Vô rồi đó. Cảm ơn ạ. Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy. Đẩy hơi mạnh ra. Và cái chữ Mạnh Quỳnh hát nhấn nhá hơn. Anh hát anh mượt quá, anh không có nhấn nhá, anh hiểu em nói không? Anh phải đẩy vậy. Khi mới vậy là e, thì cái miệng mình ngang hơn, mở ngang hơn để cho cái âm thanh nó bẹt hơn thì nó sẽ hay hơn. Thử lại hát mạnh nè. 2, 3. Em ơi, em ơi. Nhấn vô. Tiền đâu đám cưới bây giờ. Mạnh hơn nữa. Mà em nhắc đến thêm buồn. Đó, nó là như vậy nha. Hát dứt khoát hơn và không có lê thê, không có dài là ra. Chúc mừng hai bạn, rất hay. Mời chị Thanh. Mình cứ nói, tính nói gì cái Trấn Thành nói hết rồi tới mình cái mình biết nói gì. Mình cũng mai ngồi kế bên. Tôi ghi chép tôi ngang. Mình kế bên mình phụ họa cũng được đúng không? Thật sự ra thì khi mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát ở ngoài sân khấu, nhất là ở sân khấu và thâu băng là khác nhau. Cho nên khi các bạn ra sân khấu mà trong chương trình mà thi thố như vậy nè, thì cái volume
cái volume mình hát nó phải to nhỏ, các bạn nó đang bị đều quá, tức là các chữ nó đều như thâu băng, nhưng mà sân khấu là các ca sĩ sẽ hát mạnh hơn một chút, vừa phải, mạnh hơn một chút, vừa phải, tức là cái volume nó phải hơi chênh lệch nhau một xíu thì mới ra được Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Đó là cái điều các bạn phải thay đổi thêm một xíu nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ em cảm ơn ạ. Xin mời anh Nam. Anh thích là hai em trong cái phần ca và cả phần diễn nữa. Nói phần diễn trước đi. Vì phần diễn hai em dù là nghiệp dư nhưng mà rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Những cái bẽn lẽn của cô gái, rồi chàng trai cũng có phút ngập ngừng nữa. Cái đoạn thoại của hai em á, Ngọc Tuấn có gặp và vất vả hơn khi mình là cái chất giọng Bắc đó, mà mình giả giọng Nam, có lòi ra một chút giọng Bắc trong đó. Nhưng mà nghe vẫn rất là dễ thương, nghe vẫn rất là dễ thương, và nó có cái tình ở trong đó rất là nhiều. Hai em thoại và giao đãi với nhau, thuyết phục khán giả rằng hai em đúng là một cái đôi tình nhân trên sân khấu. Còn nói về cái chuyện tình trong âm nhạc thì anh Mạnh Quỳnh có phát biểu trên truyền thông rằng là hai người rất là thân với nhau, thương nhau, thân nhau, thân nhau lắm, nhưng mà thân đến nỗi là không thể nào yêu được. Nếu gọi là cảm mến thì có, nhưng mà nói là tình yêu thì chắc chắn là không. Đó, nó giống như một cái tình bạn, một cái sự tri âm tri kỷ trên sân khấu vậy. Cho nên đó cũng là một cái niềm may mắn khi mà họ tìm thấy nhau, và cũng như hai em tìm thấy nhau trong một cái cuộc thi này và đã gặp gỡ, thì đó cũng là một cái duyên. Thì anh rất là vui vì là cái duyên đó nó đã thăng hoa trên sân khấu tối ngày hôm nay. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cái sự song ca ăn ý của các bạn á đã làm mang đến cái cảm xúc cho mọi người. Nhưng mà tình yêu thì nó lại là một cái cung bậc cảm xúc khác nữa, đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bạn. Mẹ thương bao con thân gái đúng dễ gì đâu. Ba bên bóng họ nhìn ra ngó nhìn. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói năng lựa. Duyên của con xuống sẻ tròn đau dấu con
xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa sầu dưng dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui không? Thôi em theo chồng vui trốn đi khi nhiều tìm yêu hôm nào giờ dư anh thương đâu. Đường em đi anh đường anh có lẽ bởi không duyên trời đôi ngã chia. Thương chi tình yêu đã mất, thôi em theo trong cành hoa xinh trả lại hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu thương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Cảm ơn má đã sinh ra em để bây giờ con được cưới em. Con nghĩ rằng là con sẽ thương yêu đến suốt cuộc đời để bù lại công lao của má đã lo cho em đến ngày khôn lớn như thế này. Và cho phép con hôn má một cái. Tôi có một đứa con gái đó, thiệt sự tôi cũng buồn lắm. Chồng trẻ thì nó không chịu chọn, mà nó đi chọn một người chồng già như cái cà. Thấy thằng Mạnh Quỳnh nó đẹp trai như vậy đó mà nó không chịu cưới, nó đi cưới thằng chi thằng ông như vậy tôi cũng không hiểu nữa. Mạnh Quỳnh nó cũng già chát à, nó có trẻ gì đâu. Bởi vậy là mẹ mà con nó chịu, nó chịu đâu thì tôi gả đó. À, anh cố giữ gìn con tôi nha. Dạ má, coi đừng kêu con bằng anh tội lắm à. Câu xong. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng phần dự thi của thí sinh Hồng Gấm. Xin được cảm ơn nhạc sĩ guitar phím lõm Hoàng Hiệu đã hỗ trợ cho phần cải lương với thí sinh Hồng Gấm và nghệ sĩ Phi Nhung. Thì Dương Triệu Vũ nghĩ gì ạ? Thì đối với Gấm, Vũ cũng rất là yêu mến và em có ý chí. Và em luôn luôn tìm kiếm những cái đỉnh khác để mà em chinh phục. Thì hôm nay em đã chinh phục được chị Phi Nhung. Chúc mừng Gấm. Xin cảm ơn Dương Triệu Vũ. Chúng ta nghe giám khảo Đức Huy chia sẻ. Tôi đồng ý với Dương Triệu Vũ là em làm rất tốt. Tôi cũng không thể ngờ là em lại có thể mà hát cải lương mà nó tròn trịa như thế trong một thời gian rất là ngắn. Xin cảm ơn Đức Huy. Cái bài này nó thử quá là lớn lao đối với Gấm đi. Phi Nhung rất là ngạc nhiên khi mà em làm hết mình. Gấm quá tuyệt vời. Chị Nhung rất là khâm phục em. Cảm ơn em rất là nhiều. Em là một thí sinh, một là ca sĩ rất là đa năng mà em hát được tất cả những loại nhạc và bây giờ em cũng hát được cải lương rất là tròn trịa. Anh xin khâm phục em và chúc mừng em. Xin chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách.
cành treo tuốt trên cao, ánh sao trên muôn ngọn hay lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bởi chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, 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 quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăm thành, ôi gió mát trăm thành, chỉ tình ta như sóng như con thuyền về. Em thấy không em, 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 quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm, ôi gió mát trăm thành, chỉ tình ta như sóng như con thuyền về. Em xin theo anh về, về quê hương ta sống. Em xin theo anh về, về quê hương mặn nồng. Đường tre cứng hát thương hoa, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Xin nhường lời cho nhạc sĩ Đức Huy và Hoàng Bách sẽ giới thiệu các thành viên ban nhạc quyền năng. Xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Anh Khoa trên piano. Tiếp theo là violon Thanh Thảo. Sau đó là nhạc sĩ Tấn Phong guitar điện. Một tràng pháo tay dành cho saxophone Quang Châu. Và sau đó trên bầu gõ, xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Minh Kha. Tiếp theo là nhạc sĩ Minh Thắng trên guitar bass. Hãy dành tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Minh Kha. Hoa tay trống không thành. Và một tràng pháo tay cho ca sĩ Hoàng Bách. Và nhạc trưởng của chúng tôi, nhạc sĩ Đức Huy. Một tràng pháo tay cho ban nhạc quyền năng. Vòng tranh đấu chương trình Ca sĩ Thần Tượng 2020 đã chính thức nổ ra với sự quyết liệt và kịch tính. Rồi khi bóng đêm tan, hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần. Khi anh lang thang một mình ba ba, tìm nỗi nhớ mơ. Thì sông sông như hòn đá, sông như hòn đá. Sông không một tình yêu, sông chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá, từng hóa thân thành đá. Tất cả mọi thứ của em bây giờ đang là bên ngoài hết. Em chỉ cần cho người ta cảm nhận được cái linh hồn là thành công. Đây là một ván cờ rồi, thì chính các em phải là người lựa chọn cái điều đó. Gương mặt nào sẽ đủ chinh phục bộ ba quyền lực? Chưa hoàn hảo thì dĩ nhiên phải chờ. Anh không đánh giá cao tiết mục này. Chị sẽ chọn em, khích lệ tinh thần em. Hãy cùng chào đón đêm nhạc hôm nay với MC Nguyên Khang. Xin chào, tôi là Nguyễn Khang. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng mùa 3 năm 2020. Quý vị thân mến, chương trình Ca sĩ Thần Tượng, chúng ta sẽ bắt đầu vào vòng tranh đấu, nơi mà những chiếc ghế chọn và chờ đang chờ đợi tất cả các thí sinh.
Trước khi bước vào phần thi tài này, chúng ta hãy cùng chào đón ba vị giám khảo của mùa 3 năm 2020. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Trấn Thành. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Phương Thành. Và xin được giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Hôm nay vẫn như thường lệ, chúng ta thấy là ban giám khảo vẫn chọn cách phối đồ rất là tông sơ tông đúng không ạ? Chủ yếu là tông trắng và đen. Tuy nhiên họ có một số điểm nhấn rất nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể nhận thấy người nhấn nhẹ nhất là chị Phương Thanh. Vâng. Chị có thể cho mọi người biết cái bộ trang phục này nó có ý nghĩa đặc biệt gì không chị Thanh? Cái này là bảo hộ lao động. Có nghĩa là cái thước tóc của mình nó cũng không được cao lắm, cho nên mình dán lên để nhìn cho mình cao hơn, chứ đúng không rồi. Có gì hết. Thực ra chị Thanh là cái người thích về fashion. Cái thời trang của chị là phải là thời trang là do chị tự chế. Tại vì tôi là đi diễn chung với chị Thanh nhiều thì chị Thanh mua một cái áo gì như vậy. Thí dụ như người ta mặc có cái cổ không, chị cắt ra cái chị làm thành cái dây. Đúng. Nhưng mà bây giờ cái quần này, hồi đó là chị Thanh mua quần này là quần đầu tiên là quần style hip hop. Có nghĩa là cái quần ống nó thủng nha nè, to nè. Thì mặc thế mới lung nữa. Không, thông minh. Cái bắt đầu xếp ly nó hai lên, đó dán. Xếp hai ly lên lại, xong đó, rồi. Để cho lấy màu hai cái kim tay, đó. Ghim lên, thế là nhìn cao hơn. Đó, chứ không thôi tự nhiên buông ra thấy mọi thứ nó suy sụp. Những cái cây kim băng á mà lận lận vậy á, làm nam nhớ đến tuổi thơ những người bà người mẹ của mình á. Thì thường á là cất tiền trong rất là nhiều những cái trong cái túi lận lận và mỗi lần muốn lấy gì đó ra là phải lận ra gỡ cái cây kim băng. Sao anh biết chị Trinh không cất? Nhưng mà anh Nam anh nói là thường là hai người có phối hợp đồ với nhau. Hôm nay chị mang giày hồng, đáng lý là Nam phải chọn đôi giày hồng để cho hai người vô tông chứ. Thấy không, hồi nãy tôi nói mang đôi giày hồng, đôi giày hồng ở đâu vậy Nam? Giấu đúng không? Anh Nam thực sự ra mà nói, đàn ông mà mang giày hồng thì mắc công người khó ta sẽ coi nói dạ, khó coi, khó ta coi. Nói này nữa nọ. Nên anh Nam thực sự đã có chuẩn bị một thứ hồng do các bạn không để ý thôi. Không mang được giày hồng nữa, anh đã đánh được hai cái má hồng rất là dễ thương. Anh có quýnh khối, Okay. Rất tông sơ tông đúng không quý vị? Vâng. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay cho ba giám khảo của chương trình. Nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Phương Thanh và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thưa quý vị, hôm nay là vòng tranh đấu, có nghĩa là sau khi mà chúng ta đã lựa ra những cái gương mặt xuất sắc nhất có mặt trong đêm thi ngày hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi đã có một cái cuộc sàng lọc với tên gọi là chọn hoặc chờ. Bên tay trái là 3 chiếc ghế chọn và bên tay phải là 4 chiếc ghế chờ. Nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đó là các bạn sẽ phải cố gắng thể hiện cái khả năng của mình tốt nhất để nhận được 3 sự lựa chọn của ban giám khảo để ngồi vào 3 cái chiếc ghế này. Tuy nhiên nếu như mà bạn thiếu một trong 3 sự lựa chọn thì chúng ta sẽ qua chiếc ghế này chờ. Và sau đó chúng ta sẽ chờ đợi sau khi mà những phần thi kết thúc, ban giám khảo sẽ hội ý và lựa chọn ra một gương mặt nữa bước tiếp cùng với các bạn vào vòng tiếp theo. Và bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi tranh đấu cùng với phần thi của thí sinh đầu tiên. Xin mời. Đường xa cũng tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rắc xe con tim tôi, chừng nào về nắm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn,
đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên mô hương, duyên dáng mời khách lá ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là tay thương em rồi. Gió xuống bay về Cà Mau qua đầm chơi, nước sông lững lờ bóng tràm thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng U Minh, cánh quang bao tình, khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân. Chúng mình về xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là tay thương em rồi. Cà Mau mặc thêm Cà Mau là thấy thương em rồi. Cảm ơn ạ. Xin chúc mừng Trúc Ly, cảm ơn Vũ Đoàn Ô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Mời chị Phương Thanh. Hôm nay em hát thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Có nhiều chỗ rất giống chị Phi Nhung, nhưng có nhiều chỗ không thể bằng được. Là vì em biết tại sao không? Tâm Liêm thoải mái quá. Vì cái bài này em thấy thoải mái quá, cho nên nhiều chỗ em quên mất mình đang là Phi Nhung. Lâu lâu nó hơi phô nhẹ xíu em ạ. Lâu lâu quá, mình phải ráng mình cảm âm lại một tí. Nhiều khi mình vui quá đó, mình ca cái bài này cưng nè, tâm hồn mình bay bồng bềnh á, cái nốt nó bay theo em hiểu không? Nhưng mà thật sự ra những cái nốt cao của em đắt giá lắm, càng về sau càng đắt là giá. Giống ha. Giống có nhiều chỗ em hơi gồng xíu mà lại giống. Giống cực kỳ. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà lần sau là yêu cầu là phải có động tác diễn của Phi Nhung nhiều hơn nha. Hiện giờ là vẫn còn đang là Phi Nhung cơ bản, Phi Nhung quay MV, em phải coi Phi Nhung diễn live, coi cái cách Phi Nhung giao lưu rồi cái thái độ bằng sao bà điệu lắm. Bà điệu kỳ lắm, tại vì bên trong bà đàn ông giống Phương Thanh. Mỗi lần điệu ra nó ngược ngược hiểu đúng không? Mới làm đúng điệu mình sẽ ghét lắm. Tức là trong ngoài không có liên quan gì với nhau đó, nhưng mà rất là duyên. Nên em phải bắt chước cái đó. Tôi kể quý vị nghe, ai tôi cũng có chuyện kể trơn á. Mà cái này không phải nói xấu đâu đúng không? Không có nói xấu. Đúng rồi. Hồi đó qua Mỹ, lần đầu tiên anh biết rồi, Mỹ diễn có cuối tuần không, mà ngày đầu tuần nó chán muốn chết, đâu có làm cái gì đâu, cứ ngồi ở nhà chơi. Cái Nhung nói em, xin xin qua Mỹ gọi cho Nhung. Nhung dẫn xin đi chơi Universal. Là cái chỗ mà phim trường của Mỹ người ta quay phim rồi đó. Mà sang lắm nha anh. Lấy xe chở em ra tới Hollywood nha. Rồi xong rồi cái cho vô Universal chơi. Nhung mua 100 mấy chục đô một vé.
là cái loại vé không phải xếp hàng cái gì hết. Cái đi coi vui lắm. Cái tới giờ về gần mệt á, nói Nhung ơi đi này em mệt quá, em mua chai nước uống. Cái Nhung nói không, đừng có mua nước ở đây, nước đây không có ngon, đi xuống dưới đi, tôi biết con chỗ bán nước ngon lắm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ đó. Ê Nhung, nước lọc mà cũng có ngon hay không ngon nữa không? Bà Nhung, cái bà nói nghe lời Nhung đi, nước lọc cũng có nhiều loại, nghe lời Nhung. Phải nghe lời. Phải nghe lời Nhung, ok, đừng cãi Nhung. Ok, nghe Nhung. Đi từ trên đi xuống, mà quý vị biết cái Universal của Mỹ nó đâu có nhỏ. Nghe cái chữ đi xuống thôi nha, chứ mà cầu thang đi gần, trời ơi muốn xỉu luôn. Xuống tới nơi, cái nói Nhung ơi, nước đâu? Cái bà Nhung Nhung nhớ nó đây mà ta. Ta à, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi xong nhịn khác đi về. Về xong cái bà lái mới nói anh Huy là gì, có ông anh nữa, ông anh họ anh Huy mệt, anh Huy nghỉ đi, đi Nhung lái cho, nãy anh Huy lên anh Huy chở rồi. Cái bà lái xin coi giùm Nhung cái GPS đó để nó chỉ đường về. Cái này Nhung lấy lên phải, hiểu rồi. Lấy lên phải đi, quẹo phải nè. Không, chỗ này chưa quẹo phải, cứ giữ lên trái đi, mình còn đi thẳng một cái ngã tư kia mới quẹo phải. Nó chỉ đây nè Nhung, nghe lời Nhung đi, Nhung biết mà, tin Nhung. Chạy cái vừa qua Nhung nhớ là đây mà. Sao sao có chỗ quẹo ta? Vậy là cái hồi nãy đó xìm. Đó hiểu chưa, là bà Nhung là phải là bên trong với bên ngoài không liên quan, nghe chưa? Em phải làm ra cái điều đó nó mới vui. Nhưng mà em có thường hay coi những cái phần trình diễn live của chị Phi Nhung ở trên YouTube không? Dạ có ạ. À hả? Dạ. Thế em có để ý là chị Nhung chỉ có cái gì đặc biệt mà chị thường hay làm mà nó trở thành cái chữ ký của chị không? Nói chung là chị có rất là nhiều cái thói quen. À. Trước khi lên sân khấu có thói quen là hay chỉnh áo dài nè. Hát xong phải giao lưu. Giao lưu nhẹ một tí. Nhung nghĩ là ai hát có hay không? Vậy đó, kiểu vậy đó. Tập thần thái của chị Phi Nhung là cũng phải tập nhiều đúng lần rồi, đúng không? Nói chung là cũng khó đó. Cũng khó đúng không em? Đâu. Thấy vậy mà không phải vậy đâu. À hả, dạ. Vâng. Xin mời phần nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Khi mà em thể hiện cái ca khúc với cái sự hồn hậu của con người miền Tây, nó có cái sự vui tươi và hồ hởi, hân hoan trong tâm hồn. Nó thể hiện qua cái nụ cười của em. Nó có những cái sự cũng bỡ ngỡ với sân khấu, nhưng mà ở đâu đó em rất là hân hoan, vẫn có cái sự đáng yêu trong cái phần trình diễn này. Và hình như là hôm nay hát thì cũng có sáng hơn mọi sáng hôm hơn, thoải mái hơn, không nhiều. Có phải bị gò bó là như lần trước nữa, thì cái đó cũng là một cái điều đáng khích lệ. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Mà nhớ nha, lần sau là tôi yêu cầu là phải có cái nét mà giả bộ nhõng nhẽo của Phi Nhung nha. Bây giờ anh Thành nói cái mình thi phạm luôn đi. Đúng rồi, mình thử đi. Bà Nhung mà chuyên gia bà giả bộ ngây thơ em biết gì á, kiểu đó. Rồi bây giờ Phi Nhung giao lưu với khán giả nè. Quý vị ơi, quý vị có thấy gì rồi Nhung hát cái này không ạ? À quý vị có thể cho Nhung một tràng pháo tay được không ạ? Hay quá. Hay. Giống quá. Bây giờ có muốn Nhung hát tuyên cổ không? Yeah. Dạ. Giống. Ồ, giống nha. Giống quá. Đó. Hát đi chị Nhung. 8.000 khán giả đang ở đây chờ đợi giọng chị hát. Quá. Nhung sẽ hát một cái câu tân cổ của bài hát mà Hờn Anh Giận Em á. Nhung hát đi, Nhung hát đi. Bây giờ Nhung hát nha. Nhung hát đi. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy cái bài nãy tôi chưa có phê mà sao giờ tôi mê Nhung quá Nhung ơi. Em ghét anh sao cứ đi hoài đi mãi. Thân gái xuân xanh mới lấy chồng đôi tháng mà phải có chiếc phòng không, đêm ngày mòn mỏi chờ đợi người đi biển biết mấy phương trời. Em ơi giống lắm nha, giống. Cảm ơn Nhung. Tiết mục hồi nãy nha, đáng lẽ thi đầu chưa hoàn hảo phải chờ cho cái phần bonus này duyên dáng quá tặng liền chọn. Xin chúc mừng một chọn từ giám khảo Trinh Thành. Bây giờ mời chị Phương Thanh. Chờ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn. Xin cảm ơn ạ. Mây trời xanh thắm dòng sông xanh, nghiêng nghiêng én đùa trao liền trên đồng xanh. Nắng xuân mơ màng cho lúa vàng đơm bông, xóm thôn tưng bừng vui đón mùa xuân. Ngoài hiên qua cúc hoa làng
trời giao xuân ơi cứ đến rồi đi mà hương sắc mùa xuân vẫn còn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má và tha thiết ngoại tôi đang thấm đó. Ngoài vẫn ngồi gói bánh ngoài hiên như những năm nào, ba chỉ cách chùi bộ lư đồng cho anh rể, còn má, má dạy nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu đó. Còn thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, má ăn ý nghĩa vừa đủ xài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ trước ông bà. Nồi bánh đêm giao thừa sao ấm nồng tình xuân. Xa ngân gian chuông chùa chờ mong giây phút thiêng liêng, trời đất đang giao mùa người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên no ấm trọn mùa sau. Mùng một cả nhà trong tà áo mới chúc tỏ mừng tuổi mẹ cha, em theo bạn lên chùa hái lộc đầu năm, ngắm mãi ông đồ già bên những câu đối đò, chợt thấy ánh mắt nhìn em làm hồng thêm đôi má. Người bạn học chung trường cách biệt mấy năm xa, cùng một ngày xuân đi lễ chùa năm ấy, anh gửi một bài thơ dùng dài tuổi học trò. Chợt thấy nắng xuân thêm rực rỡ chan hòa, cành lộc trong tay ngát mùi hương rất là. Quê nhà ơi sao mình thương yêu quá, nghe những tâm hồn đang hối hả vào xuân. Giờ sang sông
biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao trăng vàng trăm năm tình ngàn năm ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước.
thì chị sẽ đem hết thủy chung mà ru lại câu hò của nghĩa phu thế của tình tâm mừng. Để con đò xưa được về neo bến cũ, để giữ cho em nguyên vẹn niềm tin ngày xuất gia chồng. Con sông quê còn lúc trong lúc đục, con người ai không một lỡ hai lầm. Em đã hiểu và không còn lo sợ nữa, em sẽ đi trên quãng đường đời dù cát bụi trong gai. Đời của chị nghèo một tầng nắng tao, nên của hồi môn chỉ có lòng nhân hậu và đức độ bao dung tặng em về sống bên chồng. Gieo neo phải sống vững vàng.